phát hiện ca nghi COVID-19 trong chiến dịch lấy mẫu cộng đồng. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật phát hiện người đàn ông 30 tuổi nghi mắc COVID-19 trong đợt lấy mẫu cộng đồng tại thành phố Vinh. CDC tỉnh cho biết, từ 7 giờ đến 19 giờ ngày 22 tháng 6, phát hiện 4 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong số này, 1 ca đã được Bộ Y tế ghi nhận, 3 ca xem như nghi nhiễm. Trong số các ca được CDC tỉnh ghi nhận hôm nay, thì có 1 ca được phát hiện trong chiến dịch lấy mẫu miễn phí trên diện rộng tại thành phố Vinh đêm ngày 20 tháng 6. Theo đó, ca nhiễm là người đàn ông 30 tuổi trú tại phường Bến Thủy. CDC cho biết, trong tổng số 42.910 mẫu trong cộng đồng tại thành phố Vinh đêm ngày 20 tháng 6, mới chỉ phát hiện 1 ca nghi dương tính nói trên, còn 100 mẫu đang chạy xét nghiệm. Ca thứ hai là người đàn ông 35 tuổi trú phường Hưng Bình, thành phố Vinh, là con của bệnh nhân 13.631 đã được công bố trước đó. Ca thứ ba là cháu bé 1 tuổi trú phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh. Đây là con của bệnh nhân 12.430 đã công bố trước đó. Ca thứ tư là nữ 71 tuổi trú tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh, F1 của bệnh nhân 13.287 và ngành y tế đang truy vết các F1 và F2 của các ca nghi nhiễm, phun khử khuẩn các nơi liên quan. Từ 13 tháng 6 đến nay, Nghệ An phát hiện 37 ca nhiễm và nghi nhiễm, 34 ca đã được Bộ Y tế ghi nhận, trong đó thành phố Vinh 25 ca, Diễn Châu 9 ca, Tân Kỳ, Quỳ Hợp và Nam Đàn mỗi nơi 1 ca. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.